Mến chào các bạn học sinh lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Ở tiết học trước, các con đã được tìm hiểu về thu thập, phân loại và kiểm đếm. Trong tiết học này, cô sẽ giới thiệu với các con một hình ảnh mà các con vẫn thường thấy trong cuộc sống qua bài học mang tên Biểu đồ tranh. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biểu đồ tranh là như thế nào nhé. Đầu tiên, giới thiệu với các con đây là hình ảnh của các diễn viên thú ở một rạp xiếc mà cô thu thập được. Các con cùng quan sát thật kỹ nhé. Tiếp theo, chúng ta cùng phân loại các diễn viên thú này. Các con hãy quan sát và cho cô biết các diễn viên thú có thể phân thành mấy loại và kể tên mỗi loại. Nhìn vào hình, ta dễ dàng thấy được các diễn viên thú có thể phân thành 3 loại. Đó là khỉ, gấu và chó, đúng không nào? Và bây giờ, các con sẽ thực hiện kiểm đếm. Các con hãy đếm xem có bao nhiêu diễn viên thú của mỗi loại. Các con nhớ đếm theo hàng, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải để không bị sót nhé. Các con có thể bấm dừng video để đếm và sau đó bấm tiếp tục video để kiểm tra kết quả. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra. Các con thấy khỉ có 9 con, gấu có 4 con và chó có 5 con. Với những gì chúng ta đã thu thập, phân loại, kiểm đếm thì chúng ta có thể biểu diễn bằng biểu đồ tranh. Giới thiệu với các con, đây chính là biểu đồ tranh biểu diễn các diễn viên thú ở rạp xiếc. Biểu đồ tranh là một bảng được trình bày theo hàng ngang hoặc theo cột dọc. Và với biểu đồ tranh này thì đang được trình bày theo hàng ngang. Vậy các con hãy cho cô biết biểu đồ tranh này có mấy hàng? Đúng rồi, biểu đồ tranh này có 3 hàng. Vậy tại sao lại là 3 hàng? Các con nhớ khi nãy chúng ta đã phân loại các diễn viên thú thành 3 loại là khỉ, gấu và chó. Nên khi trình bày biểu đồ tranh, chúng ta sẽ dùng 3 hàng để biểu diễn cho 3 loại. Vậy, mỗi hàng thể hiện loại nào và số lượng mỗi loại là bao nhiêu? Quan sát biểu đồ tranh, ta thấy được ở hàng đầu tiên là biểu diễn các diễn viên khỉ. Mỗi diễn viên sẽ được biểu diễn bằng hình ảnh của một con khỉ và chúng ta đếm được có 9 con khỉ. Tương tự ở hàng thứ hai là các diễn viên gấu. Và mỗi diễn viên cũng được biểu diễn bằng hình ảnh của một con gấu. Chúng ta có 4 con gấu. Và ở hàng cuối cùng là các diễn viên chó. Mỗi diễn viên cũng được biểu diễn bằng hình ảnh của một con chó. Qua kiểm đếm, chúng ta đếm được có 5 con chó. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết diễn viên thú nào nhiều nhất. Dựa vào biểu đồ, ta dễ dàng trả lời được. Khỉ có nhiều nhất với 9 con. Vậy diễn viên thú nào ít nhất? Ít nhất chính là gấu với 4 con. Vậy qua hoạt động này, các con thấy biểu đồ tranh là một bảng được trình bày theo hàng ngang hoặc theo cột dọc. Qua quan sát biểu đồ tranh, chúng ta có thể biết được có bao nhiêu loại và số lượng của mỗi loại là bao nhiêu. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy được loại nào ít nhất, loại nào nhiều nhất. Bây giờ, cô và các con cùng thực hiện một bài tập để củng cố kiến thức. Bài tập. Cô có biểu đồ tranh thể hiện số bạn yêu thích mỗi môn thể thao của học sinh lớp 2A. Nhìn vào biểu đồ tranh này, các con hãy cho cô biết biểu đồ tranh được trình bày theo hàng ngang hay theo cột dọc. À đúng rồi, biểu đồ tranh này được trình bày theo cột dọc. Vậy có bao nhiêu cột trong biểu đồ tranh này? Đúng rồi, có 4 cột tương ứng với 4 môn thể thao yêu thích của các bạn học sinh. Các con hãy kể tên các môn thể thao có trong biểu đồ này. Chính xác, đó là bóng đá, bóng rổ, cầu lông và bơi lội. Các con thấy số bạn học sinh yêu thích các môn thể thao được biểu diễn như thế nào? À, đúng rồi, mỗi mặt cười sẽ thể hiện cho một bạn học sinh. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng trả lời một số câu hỏi về biểu đồ tranh này. A. Có bao nhiêu học sinh thích môn bóng rổ?
Để trả lời được câu hỏi này, các con chỉ cần đếm số mặt cười ở cột bóng rổ. Như vậy, các con dễ dàng trả lời được có 10 học sinh thích môn bóng rổ. B. Số học sinh thích bơi ít hơn số học sinh thích bóng rổ là bao nhiêu bạn? Để trả lời được câu hỏi này, các con cần đếm số học sinh thích bóng rổ và số học sinh thích bơi. Nhìn vào biểu đồ tranh thì ta đã đếm được có 10 bạn thích bóng rổ và 9 bạn thích bơi lội. Như vậy, để biết số học sinh thích bơi ít hơn số học sinh thích bóng rổ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Đúng rồi, đó là phép tính trừ. Con chỉ cần lấy 10 trừ 9. Như vậy, con có thể trả lời được số học sinh thích bơi ít hơn số học sinh thích bóng rổ là 1 bạn. C. Môn nào có số học sinh thích nhiều nhất? Có bao nhiêu bạn thích môn đó? Quan sát biểu đồ tranh thì chúng ta dễ dàng thấy được bóng đá là môn học có nhiều bạn yêu thích nhất. Vậy các con hãy đếm giúp cô, có bao nhiêu bạn thích bóng đá? Chính xác, có 12 bạn. Vậy con sẽ trả lời như sau. Môn bóng đá có số học sinh thích nhiều nhất và có 12 bạn thích bóng đá. Qua việc thu thập, phân loại, kiểm đếm, các con có thể biểu diễn bằng biểu đồ tranh. Và dựa vào biểu đồ tranh, các con sẽ xác định được có bao nhiêu loại, số lượng mỗi loại là bao nhiêu, cũng như loại nào nhiều nhất, loại nào ít nhất, nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu. Ở nhà, các con nhớ xem thật kỹ bài giảng và hoàn thành các bài tập cô giao. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.